mình vòng tròn. Với những thử thách chúng ta mang tính tập thể và mang tính cá nhân, thành qua tôi thấy là các đồng chí chúng ta đã để xếp lên vị trí tiếp theo cùng với chiếc lốp và khối gỗ để chúng ta tạo thành một đường lốp quay trở về cho nhóm tiếp theo. Thử thách này với một cách vô cùng ngoạn mục. Với ngày thứ hai của LT Mission, ngày hôm nay thì chúng tớ đã có rất là nhiều những trải nghiệm thú vị và những cái game show để lăn lê bò tòi và tôi vừa mới trải qua thử thách là vượt biển anh chị ạ. Một cảm giác tôi chưa bao giờ từng trải qua 2 km và tôi bơi giữa biển, giữa cá mập và cá mập đã song song với tôi, nhưng mà tôi không hề sợ gì cả. Tôi đã bơi cùng cá mập và cảm giác đó rất là feel ạ. Tôi là Thúy Linh, Đông Trùng Hạ Thảo. Xin chào tất cả mọi người.